Chào mừng các bạn đã quay đến với bản tin trên bóng đá ngày 2 tháng 4. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin trồn đáng chú ý sau: kết quả bốc thăm World Cup 2022, Tây Ban Nha chung bảng với Đức và Nhật. Lá thăm may dù đã đưa Tây Ban Nha chạm trán với Đức ở bảng E World Cup 2022. Bản đấu này còn có sự góp mặt của Nhật Bản và đội thắng trong cặp playoff trên lục địa giữa Costa Rica và New Zealand. Lần gần nhất, Tây Ban Nha và Đức gặp nhau ở vòng chung kết World Cup là trận bán kết World Cup năm 2010. Khi đó, đội bóng xứ sở Bò Tót đã giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của trung vệ Caleb Bion. Dù Đức và Tây Ban Nha được đánh giá cao, nhưng họ sẽ phải thận trọng với ẩn số Nhật Bản bởi đại diện châu Á đã có nhiều lần góp mặt ở World Cup và sở hữu lối chơi rất khó chịu. Bảng đấu được đánh giá là khó lường nhất là bảng C với sự góp mặt của Argentina, Saudi Arabia, Mexico và Ba Lan. Trong đó, hai tấm vé đi tiếp được dự báo sẽ là cuộc cạnh tranh giữa ba cái tên là Argentina, Mexico và Ba Lan. Trong khi đó, đội tuyển Anh lại rơi vào bảng đấu khá là dễ thở với sự góp mặt của Iran, Mỹ và đội thắng của vòng playoff giữa xứ Wales, Scotland và Ukraine. Pháp và Đan Mạch lại tái hiện cặp đấu ở vòng bảng World Cup 2018. Hai đại diện còn lại của bảng này là Tunisia và đội thắng ở cặp Peru với đại diện châu Á ở trận playoff. Cùng hồi ngộ sau 4 năm là Brazil khi tiếp tục nằm chung bảng với hai đại diện của châu Âu là Serbia và Thụy Sĩ. Như vòng chung kết World Cup 2018, đối thủ còn lại có thể gây ra bất ngờ cho tất cả là Cameroon. Trong khi đó, Bồ Đào Nha sẽ phải đối mặt với ba đội tuyển thuộc ba châu lục khác nhau là Ghana, Uruguay và Hàn Quốc. Là F, linh vật của World Cup 2022. Nước chủ nhà Qatar và FIFA đã công bố linh vật chính thức có tên gọi là La F trước khi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2022 vào đêm qua, ngày 1 tháng 4. Trong tiếng Ả Rập, La F có nghĩa là cầu thủ có kỹ năng siêu việt. Trang chủ FIFA cũng tiết lộ tạo hình của La F kèm mô tả: La F sẽ được biết đến với tinh thần trẻ trung cùng sự lan tỏa niềm vui và tự tin ở mọi nơi anh ấy đi. La F khuyến khích mọi người tin tưởng vào bản thân với thông điệp bây giờ là tất cả. Cầu ấy sẽ mang lại niềm vui cho mọi người khi thưởng thức bóng đá. Nhiều người nói đùa rằng đây là linh vật tượng trưng cho linh hồn của những công nhân đã ngã xuống. Nhưng riêng tôi thì thấy nó cũng rất là cụ thể đấy chứ. Các bạn nghĩ như thế nào thì xin mời comment xuống bên dưới nhé. Vai trò đặc biệt của Aguero ở tuyển Argentina tại World Cup 2022. Cựu tiền đạo Sergio Aguero cho biết anh sẽ là một phần trong đội hình của tuyển Argentina tham dự World Cup 2022. Tôi đã nhận được lời mời trở thành một phần của tuyển Argentina tham dự World Cup 2022. Tôi đã nói chuyện với chỉ huy Tapia, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina, và tôi đã nói rõ với ông ấy về mục tiêu tận hưởng thời gian của mình. Tôi sẽ đến Qatar, nhưng với tư cách là một cổ động viên, tôi có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người trong đội tuyển quốc gia và họ đề nghị tôi làm một thành viên trong ban huấn luyện. Tuy nhiên, tôi không nghĩ vị trí ấy dành cho tôi lúc này. Tôi đã nói chuyện với Messi và Scaloni đã cho tôi biết họ muốn gì ở tôi. Tôi bảo họ cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ về điều này. Sau đó, tôi báo với Chiqui rằng tôi chưa sẵn sàng. Tôi sẽ có mặt trong bất kỳ sự kiện nào liên quan đến đội tuyển quốc gia Argentina với tư cách là đại sứ, nhưng tôi không muốn có trách nhiệm hàng ngày với đội, Aguero chia sẻ. Vâng, ở thời điểm hiện tại thì chắc là Aguero vẫn thích livestream hơn là một công việc nghiêm túc trên tuyển. Ronaldo, Arteta nhận giải thưởng của Premier League. Pha lập công của Cristiano Ronaldo vào lưới của Tottenham đã được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất tháng 3 ngoài hạng Anh, trong khi Mikel Arteta của Arsenal ấn giải huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng. Bàn thắng được vinh danh của Ronaldo đến ở phút thứ 12 trong trận gặp Tottenham trong khuôn khổ vòng 29 Premier League hôm 13 tháng 3. Nhờ đường chuyền của Fred, CR7 sút xa tuyệt đẹp bằng chân phải từ cự ly gần 25m, hạ gục thủ thành Hugo Lloris. Kết thúc trận đấu này, siêu sao người Bồ Đào Nha còn ghi thêm hai bàn nữa để hoàn tất cú hat-trick ấn tượng. Ở hạng mục huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 3 ngoài hạng Anh, Mikel Arteta của Arsenal được sướng tên, đánh bại hàng loạt đồng nghiệp nặng ký bao gồm Antonio Conte, Jurgen Klopp, Brendan Rodgers và Thomas Tuchel. Trong tháng 3, pháo thủ dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có 3 chiến thắng và 1 trận thua. Arsenal đánh bại Watford 3-2, Leicester 2-0 và Aston Villa 1-0. Họ chỉ chịu khuất phục trước Liverpool với tỷ số 0-2. Phong độ ấn tượng trong tháng 3 đã giúp Arsenal trở lại vị trí thứ tư với 54 điểm. Bruno ký hợp đồng mới với MU, lương tăng hơn gấp đôi. Trang chủ MU thông báo đã ký hợp đồng mới với tiền vệ Bruno Fernandes đến năm 2026, kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Như vậy, Fernandes sẽ tiếp tục cống hiến cho MU ít nhất đến năm 2026. Thời điểm ấy, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bước sang tuổi 31 và biết đâu đó anh sẽ treo giải tại Old Trafford. Kể từ thời điểm tôi đặt chân đến Manchester United, tôi đã có một mối quan hệ đặc biệt với câu lạc bộ và những người hâm mộ tuyệt vời. Tôi đã dõi theo đội bóng từ bé và ước mơ một ngày nào đó có cơ hội thi đấu cho câu lạc bộ. Fernandes hiện nhận thù lao khoảng 100.000 bảng một tuần tại MU. Số tiền này thấp hơn ít nhất 8 cầu thủ của Quỷ Đỏ, bao gồm đội trưởng Harry Maguire, Paul Pogba, Anthony Martial, Rafael Varane và Edinson Cavani. Dĩ nhiên, mức lương của Fernandes thua xa người đồng hương là Cristiano Ronaldo với 400.000 bảng một tuần và David De Gea với 375.000 bảng một tuần. Tuy nhiên, ở thỏa thuận mới, anh được cho là nhận khoảng 240.000 bảng một tuần, tức tăng gấp hơn 2 lần. Fernandes gia nhập MU vào tháng 4 năm 2020 và cho tới nay, tiền vệ này đã ra sân 117 trận cho MU trên mọi đấu trường, ghi 49 bàn cùng 39 đường kiến tạo. Bản tin ngày hôm nay đến đây cũng xin phép là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy nhớ like, nhớ share, đăng ký kênh và giữ nút chuông để đón xem những bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.